Xin chào mọi người, nếu là một khách hàng của Tamda Group, có lẽ cái tên Tamda Promo không còn xa lạ với quý khách hàng. Vậy Tamda Promo là gì? Thì cũng người bạn cũng giới thiệu là đến Tamda này. Cái thứ hai nữa mình cũng xem thông tin này ở trên mạng và trên Facebook. Hoàn toàn là chú chỉ thấy ở trên mạng thôi chứ còn chú cũng chưa tham gia. Có, Tamda Promo tôi không biết nhưng thẻ Tamda thì tôi có. Tôi không biết nhưng tôi thấy khá thú vị. Chị cũng ít cập nhật về cái đỏ lắm nhưng mà thật ra là rất là hào hứng. Chắc là một cái xe ô tô thì chú thấy rồi. Nhiều lần thì thấy rồi. Hàng năm thì cũng có thẻ thưởng ô tô mà đặt trước ở cái cửa Tamda này. iPhone thì hàng thường tuần thì có, rất thú vị. Tôi nghĩ rằng nó hấp dẫn với tôi hơn là mẹ tôi. Thôi mình cố gắng để cuối tháng 3 này mình cũng làm cái phiếu tham dự nhỉ. Chắc chắn chị sẽ nhìn được đấy. Không mỏng ô tô nhưng mà được iPhone thì quá tốt. Tamda Group được hình thành từ năm 2011. Đến ngay Tamda, Zing Audi về nhà. Nhưng đến tận năm 2017, Tamda Promo mới chính thức được tổ chức. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm nhằm chào mừng sinh nhật Tamda Foods và bây giờ là Tamda Group. Chương trình có sự đồng hành và tài trợ của các đối tác thương hiệu lớn tại SEC và quốc tế như Nestle, Mars, Pepsi. Với một số tiền tài trợ không hề nhỏ thì những phần quà tri ân khách hàng cũng không hề nhỏ. Vậy đó là những phần quà nào? Với 8 tuần livestream mini games sẽ có 3 phần quà dành cho khách hàng may mắn trong tuần. Đó sẽ luôn là những món đồ công nghệ như iPhone Pro Max, Apple Watch, iPad. Và đương nhiên rồi, đây đều là những sản phẩm công nghệ mới và hiện đại làm mê hoặc nhiều người. Với mỗi một hóa đơn mua hàng trên 5.000 Korun hay sử dụng dịch vụ Tamda Express trên 6.000 Korun thì sẽ nhận được một phiếu bốc thăm may mắn như thế này. Theo như suy nghĩ logic thì mua càng nhiều, vé sẽ càng được nhiều và cơ hội may mắn sẽ càng cao. Nhưng sự thật có phải là như vậy? Nhiều khách hàng mua rất nhiều đơn, thậm chí là lên tới hàng trăm ngàn Korun, có khi lại chưa may mắn. Thế nhưng có những khách hàng chỉ với một hoặc hai lá phiếu cũng đã vô cùng may mắn dình về những phần quà công nghệ hấp dẫn này. Vậy nên hãy mua sắm thả ga bởi vì may mắn sẽ không quên bạn đâu. Không chỉ vậy, mỗi tuần livestream bốc thăm sẽ có sự tham gia của một đại diện nhãn hàng tài trợ. Họ cũng dành những phần quà của nhãn hàng đối với những người theo dõi livestream. Wow, rất nhiều phần quà trong thời gian diễn ra promo mỗi năm đúng không quý vị? Tuy nhiên, phần quà đó vẫn chưa là gì so với giải thưởng lớn nhất. Làm gì có ai không bị choáng ngợp và không bị thu hút bởi một em siêu xe, siêu mịn và mới toanh như thế này chứ nhỉ? Và nào, chúng ta hãy cùng quay lại những phần thưởng lớn nhất của Tamda Promo, cùng ngắm nhìn lại những chiếc xe đã tìm được chủ nhân của mình qua các mùa promo từ năm 2017 cho đến nay. Vâng, và để có thể nhận được chiếc siêu xe của Tamda Promo thì số lượng phiếu tham dự vô cùng có hạn, chỉ rơi vào khoảng tầm 80 đến 90 phiếu tham gia. Và những phiếu này thì có từ đâu? Chính từ các livestream mỗi tuần, bên cạnh việc chọn ra 3 phiếu may mắn cho 3 giải thưởng công nghệ thì các đại diện của nhãn hàng tài trợ phải lựa chọn ra 10 lá phiếu may mắn khác mỗi tuần để tham gia vào vòng chung kết bốc thăm siêu xe. Và như thế là 8 tuần livestream sẽ là 80 lá phiếu may mắn được lựa chọn ra và công bố công khai trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Để đi đến lễ bốc thăm trúng thưởng giải đặc biệt thì một chương trình mang tên Gala Voucher đã được tổ chức. Tại đây, 80 khách hàng có lá phiếu may mắn được lựa chọn từ 8 tuần sẽ trực tiếp tham dự sự kiện này. Họ sẽ đến một sự kiện hoành tráng với âm thanh, ánh sáng và nhiều chương trình lý thú được dàn dựng và thực hiện do các nghệ sĩ nổi tiếng của SEC và Việt Nam. Vậy nên sự kiện này được chuẩn bị vô cùng công phu và tốn thời gian. Sự kiện sẽ diễn ra từ 18 giờ cho đến 22 giờ.
Và đương nhiên rồi, phần quan trọng nhất, hồi hộp nhất, mong đợi nhất vẫn là phần cuối cùng rồi. Vậy là mọi người đã đoán được rồi đúng không? Đương nhiên, đó chính là phần bốc thăm lớn nhất trong năm của Tam Đảo Promo rồi. Và xuyên suốt các chương trình bốc thăm từ hàng tuần cho đến gala dinner đều được livestream. Đây là cách để tránh được gian lận và tiểu xảo trong quá trình bốc thăm. Vì giải thưởng là rất lớn nên cũng đã không ít người nghĩ rằng nó đã được an bài. Tuy nhiên điều đó là không thể. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chúng ta hãy để ý rằng 80 lá phiếu được lựa chọn cho đêm chung kết được đặt trên chiếc bảng. Ba người đại diện ngẫu nhiên lên so sánh lá phiếu của họ. Và chính tay những người đại diện này sẽ trực tiếp thả hết 80 lá phiếu vào chiếc thùng trong suốt này. Và nó có thể nhìn thấu ở bên trong. Người bốc thăm lá phiếu cực phẩm này cũng là một đại diện nhãn hàng, nhà tài trợ kim cương cho sự kiện này. Vậy thì với họ, ai trúng thưởng cũng là như nhau cả thôi. Đến giờ thì nhiều người cũng vẫn chưa tin vào cuộc chơi này. Nhưng nếu bạn nhận được một vé vào gala thì tôi tin chắc rằng bạn sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhiều vị khách hàng còn ngây người khi không thể tin được mình là chủ nhân của siêu xe trước mắt. Bởi vì đó là may mắn, hoàn toàn là sự may mắn dành cho họ. Vậy những thông tin vừa rồi đã khiến quý vị và các bạn hiểu hơn về Tam Đảo Promo chưa? Và còn mùa promo năm nay thì sao? Sẽ có nhiều thay đổi hơn và sẽ có nhiều thú vị hơn. Và còn chờ gì nữa, hãy thử vận may thôi nào!